ghi nhận tại huyện Châu Đức sẽ tiếp nối chương trình hòa nhiệt phát triển. Thưa quý vị, hôm qua ngày 29 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã bố trí 3 xe ô tô cùng lực lượng hỗ trợ đưa 63 công dân là người dân tộc Hơm ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An làm công nhân trên địa bàn huyện Châu Đức được về quê theo nguyện vọng. Đây là những công nhân đến huyện Châu Đức để trồng và khai thác mũ cao su cho một đơn vị ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, những công nhân trên không có việc làm và sống tại các láng trại trong rừng cao su, nên chính quyền địa phương đã đưa về ở tập trung tại trường Mầm Non Bình Minh ở xã Cù Bị và trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, xã Bình Giả, để đảm bảo cuộc sống và điều kiện đi làm một cung đường hai điểm đến, với thu nhập từ 8 đến 9 triệu đồng một tháng. Địa phương cũng đã hỗ trợ 4 đợt cho 39 gia đình với 91 nhân khẩu, 1,5 tấn gạo và các phần quà khác trị giá 38 triệu đồng tuy nhiên các công dân này vẫn có nguyện vọng được về quê đoàn tụ với gia đình nên ủy ban nhân dân huyện châu đức tạo điều kiện hỗ trợ đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn đề nghị và được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đồng ý thống nhất phương án di chuyển của địa phương những công dân về quê đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính